thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sự ký nhất chương 18 thuật lại những chiến thắng của vua David và sự trị vì của vua. Đức Chúa Trời làm vững lập và mở mang vương quốc của vua. Sau khi nhận biết ý Chúa dành cho dòng dõi của mình, vua David bắt tay xây dựng vương quốc. Trước nhất, vua David chinh phục được người Philistine ở vùng ven biển Địa Trung Hải, phía tây nam Jerusalem. Kế đến, vua David chinh phục được người Moab sống ở bờ đông nam của biển Chết. Về phía bắc, vua David đánh bại Hadadeser, vua Soba hướng về Hamat trên bờ sông Euphrat. Vua David chiếm lấy của người 1.000 cỗ xe, 7.000 lính kỵ và 2.000 lính bộ. Vua cũng cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại 100 con. Theo luật pháp của Môi-se, các vua Israel không được có nhiều ngựa. Vua vẫn theo luật lệ của Chúa. Điều ấy cho thấy vua David thật là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, dân Syri ở Đa-mách đến cứu giúp Hadadeser vua Soba. Vua David bèn giết chúng. Sau các việc ấy, vua David đặt người cai trị trên dân Aram và Đa-mách. Các dân ấy phục tùng vua David và phải nộp triệu cống cho vua. Chúa ban chiến thắng cho vua David ở bất cứ nơi nào ông đến. Sau các chiến thắng ấy, vua David thu về rất nhiều khiên vàng. Tại Tihat và Kun, hai thành của Hadadeser, vua thu lại rất nhiều đồng. Số vật liệu này được biệt riêng để dùng làm những trụ đồng, bể đồng và các vật bằng đồng trong đền thờ sau này. Khi Tou, vua Hamat, nghe tin vua David đã đánh bại toàn đạo quân của Hadadeser, thì sai con trai mình đến để chúc mừng. Vua cũng gửi biếu tặng những lễ vật bằng vàng, bạc và đồng. Vua David cũng biệt riêng tất cả những lễ vật này cho Chúa. Ngoài ra, tại thung lũng muối, Abishai cũng giết 18.000 quân Edom và dân Edom phải thuần phục vua David. Như vậy, cả phía Bắc và phía Nam của nước Israel đều đã được chinh phục. Vua David trị vì trên toàn Israel một cách công bằng và công chính. Những chiến sĩ đã cùng vua David ra chiến trận đều được sắp xếp vào các vị trí của triều đình. Joab, con trai của Zeruiah, thống lãnh đạo binh. Josaphat, con trai của Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai của Ahitub và Abimelech, con trai của Abitha, làm thầy tế lễ. Savesa làm quan ký lục. Benaya, con trai của Jehoiada, cai quản người Keretit và người Pheletit. Còn các con trai David đều làm quan đại thần gần bên vua. Khác với Saul, vua David ghi nhận chiến công và xem trọng những người cùng chiến đấu với mình, chứ không ganh tị, chiếm công hay phủ nhận công lao của họ. Chinh phục kẻ thù, thực thi công lý và sự công chính cho toàn dân là đặc điểm của triều đại vua David. Câu hỏi suy ngẫm dành cho bạn. Trong cuộc chiến thuộc linh, bạn có tìm kiếm Chúa nhờ Ngài ban cho bạn sự hướng dẫn để chiến thắng kẻ thù không? Bạn có đang mang lấy khí giới của Chúa chiến đấu với mọi kẻ thù và mời Chúa là vua của đời sống bạn? Bạn có biệt riêng đời sống, khả năng và những gì bạn có để dâng lên Chúa? Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con. Cảm ơn Chúa vì luôn ở cùng con trong mọi sự. Xin Chúa giúp con luôn có hướng đi và sự lựa chọn đúng theo ý muốn của Ngài, để con không bị lạc theo thế gian này. Xin Chúa cho con luôn biết ơn Ngài và nhờ cậy vào quyền năng, sức lực của Ngài để chiến thắng trận chiến thuộc linh trong hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ hai.